Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bây giờ sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và khai mạc giải bóng đá hè 2017. Hội thảo khởi nghiệp 4.0 thế giới và Việt Nam với sự tham gia của hơn 300 startup Việt cùng các diễn giả trong nước và quốc tế. Câu chuyện về sự tìm tòi một ứng dụng cho lá sen với việc cho ra đời một sản phẩm lưu niệm. Đó là sản phẩm gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong câu chuyện cộng đồng ở phần cuối của chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 7, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và đoàn công tác của Quốc hội đã có cuộc tiếp xúc và làm việc với đại diện các hội đoàn người Việt tại Pháp trong chuyến công tác tại Pháp. Tại buổi tiếp xúc, đại diện các hội đoàn người Việt tại Pháp cho biết, người Việt tại Pháp luôn hướng về quê hương đất nước và tham gia ngày một tích cực, chủ động hơn vào công cuộc phát triển đất nước. Các hội cũng kiến nghị Quốc hội và các cơ quan trong nước tạo điều kiện để các thế hệ trẻ người Việt tại Pháp được thường xuyên tham gia vào các khóa trao đổi trong nước. Ngoài ra, đại diện các hội đoàn cũng trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến khác liên quan đến các lĩnh vực như hợp tác đào tạo, tư vấn phát triển giữa Pháp và Việt Nam, về tâm tư nguyện vọng của cộng đồng người Việt tại Pháp trước các vấn đề kinh tế xã hội bức xúc trong nước. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các hội đoàn người Việt tại Pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định đoàn sẽ ghi nhận nghiêm túc và mọi kiến nghị sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giải quyết phù hợp. Trong chiều ngày 9 tháng 7, Hội Người Campuchia gốc Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh và một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đã tổ chức tặng quà cho người Campuchia gốc Việt Nam và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần tương thân tương ái và góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương, đặc biệt là chia sẻ khó khăn với bà con Việt Kiều tại đất nước Chùa Tháp, một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đã tặng 400 phần quà, gồm những nhu yếu phẩm cho 400 gia đình Việt Kiều và người dân Campuchia nghèo tại thủ đô Phnom Penh. Phát biểu nhân dịp này, ông Huỳnh Minh Phú, Chủ tịch Hội Người Campuchia gốc Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, đánh giá cao nghĩa cử của doanh nghiệp, cho rằng hoạt động từ thiện này góp phần hỗ trợ đời sống của một số gia đình Việt Kiều và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đây cũng là những món quà thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước. Những năm qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tặng quà, khám bệnh từ thiện, góp phần thực hiện an ninh xã hội tại các địa phương của đất nước Campuchia. Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2017 tại Warsaw, Liên đoàn bóng đá cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan đã long trọng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và khai mạc giải bóng đá hè 2017. Đại sứ Vũ Đăng Dũng cùng nhiều cán bộ đại sứ quán, đại diện các tổ chức cộng đồng cùng đông đảo bà con người Việt và bạn bè Ba Lan đã đến dự. Đặc biệt tham dự giải năm nay còn có 5 cựu tuyển thủ quốc gia đến từ Việt Nam. Sau màn diễu hành của 5 câu lạc bộ và lễ chào cờ, mọi người đã dành một phút mặc niệm ông Nguyễn Thành Yên, Chủ tịch Liên đoàn, người đã đóng góp rất nhiều cho phong trào bóng đá cộng đồng tại Ba Lan. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Anh, quyền Chủ tịch Liên đoàn, đã điểm lại quá trình hoạt động trong suốt 20 năm qua của Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Ba Lan. Trong 20 năm qua, thì giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan được đánh giá là một trong những giải đấu rất to và lớn. Có những trận đấu mà có thể tới hàng nghìn hoặc 1.000, 2.000 cổ động viên là bà con người Việt Nam làm ăn sinh sống tại đây ra tham gia cổ vũ cho các đội bóng thi đấu. Thì chúng tôi thấy rằng đây là một cái sân chơi mà kéo được rất nhiều người và nó có một cái sự tập hợp sức lực rất lớn và đóng góp rất là nhiều vào cái sự hòa nhập của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Giải bóng đá vừa qua thì tôi cũng được vinh dự là tham gia 17 năm, vắng mặt chỉ có 3 năm thôi, nhưng mà trong cả 17 lần được tham gia cùng với mọi người thì tôi cảm xúc rất là tự hào. Và cũng thấy rằng đây là một sân chơi tuyệt vời cho tất cả các thế hệ của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Ngoài các giải truyền thống hè hàng năm, Liên đoàn còn tham gia nhiều giải giao hữu với những đội phong trào của Ba Lan và những nước khác trong khu vực. Những hoạt động đó không chỉ mang lại một sân chơi thể thao bổ ích, hấp dẫn cho cộng đồng mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh thân thiện của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Có thể nói đây là một cái hoạt động rất là bổ ích và thú vị và đã thu hút được rất đông đảo những người hâm mộ, người yêu bóng đá ở nước Ba Lan. Có thể nói đây là một cái giải không chỉ có ý nghĩa là thi đấu mà còn có ý nghĩa là một cái giải thể thao nhằm mục đích là để tăng cường giao lưu,
khảo sát, học hỏi lẫn nhau và tăng cường cái đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Năm cựu tuyển thủ quốc gia, trong đó có danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã ra mắt người hâm mộ bóng đá ở Warsaw. Các anh cùng những cầu thủ người Việt tại Warsaw đã có màn giao hữu chào mừng đặc sắc. Giải bóng đá hè 2017 có 5 đội tham gia. Trận khai mạc giữa câu lạc bộ Sông Lam và câu lạc bộ Moza Italia dưới sự điều khiển của tổ trọng tài chuyên nghiệp Ba Lan đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, kết thúc với kết quả 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Sông Lam. Giải đấu sẽ kết thúc vào cuối tháng 7 năm nay. Giải bóng đá hè là hoạt động thể thao truyền thống của cộng đồng người Việt tại Ba Lan từ năm 1997. Giải đấu đã nhận được sự quan tâm, theo dõi, ủng hộ của đông đảo bà con và bạn bè Ba Lan trong suốt những năm qua. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên toàn thế giới, thách thức nhiều nhất và cơ hội nhiều nhất được tập trung vào các nhóm khởi nghiệp. Những nhóm có khả năng tiếp cận và lĩnh hội công nghệ mới rất tốt, nhưng lại hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm triển khai thực tế. Để có thêm thông tin đa chiều về vấn đề này, vào sáng ngày 9 tháng 7 tại thủ đô Hà Nội, Hội thảo Khởi nghiệp 4.0 Thế giới và Việt Nam đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 300 startup Việt cùng với các diễn giả trong nước, đặc biệt là có sự góp mặt của diễn giả Việt Kiều Mỹ, Lan Phan Bờ Kiều. Lan Bờ Kiều TV, kênh thông tin online đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo, kinh doanh và tiếng Anh thương mại, được thực hiện tại thành phố Atlanta, Mỹ, đã thu hút hàng chục ngàn lượt người theo dõi trên kênh YouTube. Từ thế giới công nghệ bước ra đời sống, diễn giả, tác giả và nhà đào tạo quốc tế người Việt tại Mỹ, Lan Phan Bờ Kiều, đã đem tới cho khán giả thủ đô những chia sẻ về 8 nguyên tắc vàng để tiếp cận và khởi nghiệp cùng công nghệ 4.0. Hôm nay là chúng ta có công nghệ mà hầu như những cái công nghệ đó nó đã được kỹ thuật số hóa, cho nên là cái vấn đề mà chúng ta sở hữu nó trở thành một cái giá rất là rẻ. Cho nên là đó là một cái điều kiện cho các bạn thâu tóm nó và biến hóa nó, học hỏi từ nó để mà làm giàu biến không thành có. Thì điều đó rất không phải là dễ nhưng mà rất là có thể làm được. Trong cách mạng 4.0, thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay chính là nguy cơ tụt hậu, vừa chạy vừa đuổi theo thế giới, trong khi chiến lược của nước đi sau là vừa phải đuổi kịp, vừa phải cạnh tranh với các nước khác. Bởi vậy, học hỏi sáng tạo trên nền tảng sẵn có vẫn là yếu tố được chuyên gia khuyến khích giới trẻ Việt Nam khởi nghiệp. Trong cái bối cảnh như thế này, chúng ta có thể học hỏi được đấy là sử dụng những mô hình phát triển mà chúng ta không cần phát minh ra nó, chúng ta có thể học hỏi được để có thể rút ngắn được cái sự phát triển nền kinh tế hoặc là phát triển doanh nghiệp của mình. Và một vài cái điểm mà chúng ta có thể bám vào được, đấy là lực lượng của những doanh nhân ở Việt Nam vô cùng trẻ và họ ít khi bị ràng buộc ảnh hưởng bởi những quá khứ. Họ có sự khao khát mạnh mẽ trong cái việc mà vươn lên và việc học hỏi những cái mô hình của thiên thế giới. Tôi cho đấy là một cái ưu điểm lớn nhất. Từ ý tưởng đến thành công là cả một con đường dài. Nhưng thông qua những buổi hội thảo như thế này, các bạn trẻ sẽ có thêm cơ hội để tìm hiểu và khám phá thế giới khởi nghiệp của kỷ nguyên 4.0. Một số cái bạn mà đi tham dự các cái hội thảo như vậy đó thì đã có được cái thay đổi trong suy nghĩ của mình và người ta đã kết nối rất là nhiều với lại các cái diễn giả đó. Thậm chí là nhiều bạn có thể đưa ra được cái ý tưởng của mình và được tài trợ bởi những cái quỹ mạo hiểm. Ngược lại đó thì những cái bạn mà đã bắt đầu làm rồi nhưng mà nó chưa có ra thì các bạn nó cũng tìm hướng đi cho mình bằng cách là các bạn ra cái hội thảo nước ngoài để các bạn học. Quan trọng nhất của khởi nghiệp là khát vọng của những người tham gia khởi nghiệp. Bản chất của khởi nghiệp là biến cái không thành có. Giá trị cốt lõi của khởi nghiệp không chỉ đơn giản là tiền. Bởi vậy, làm start-up luôn đòi hỏi phải có những nỗ lực phi thường, đam mê, khát vọng, không thể đi đường tắt đến tới thành công. Đó cũng là thông điệp mà các chuyên gia, diễn giả muốn truyền tải tới các start-up tại cuộc hội thảo. National Geographic là một sân chơi đầy thu hút dành cho các nhiếp ảnh gia kỳ cựu nhất trên thế giới và cuộc thi nhiếp ảnh gia du lịch thường niên 2017 cũng không phải là ngoại lệ. Dù tới tận tháng 8 giải thưởng chung cuộc của cuộc thi mới được công bố, nhưng mà mới đây National Geographic đã hé lộ những bức ảnh trong hạng mục thiên nhiên mà ban tổ chức yêu thích nhất, trong đó có bức ảnh chụp hang Sơn Đòn của Việt Nam. Bức ảnh hang Sơn Đòn có tên gọi Green Gorge Reflection, tạm dịch là sự phản chiếu của những gò đá xanh, đã được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ronan Fritz. Trong bức ảnh là hình ảnh phản chiếu của ánh sáng trên mặt nước bên trong hang động Sơn Đòn, hang động nổi tiếng nhất thế giới. Bạn cần phải đi bộ 2 ngày trước khi đến nơi tuyệt vời này. Hang nằm trong vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Đó là những dòng đơn giản nhiếp ảnh gia Ronan Fritz đã viết về bức ảnh của mình.
Cùng với bức ảnh này, các bức ảnh khác được đề cử cho hạng mục thiên nhiên cũng được hé lộ. Nhiếp ảnh gia du lịch là cuộc thi thường niên của National Geographic với sứ mệnh dùng hình ảnh để truyền tải thông điệp sâu sắc về bảo tồn thiên nhiên đến với toàn thế giới. Giải thưởng dành cho người chiến thắng của cuộc thi năm nay là một chuyến đi 10 ngày tới hai quần đảo ở Galapagos cùng với đoàn thám hiểm của National Geographic. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa chính thức công bố top 10 đặc sản quà tặng nổi tiếng của Việt Nam năm 2017. Danh sách này bao gồm tỏi Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, chè sang tuyết suối vàng của Yên Bái, bánh đậu xanh Hải Dương, kẹo mè sửng của Thừa Thiên Huế, rượu bào đá của Bình Định, yến xào của tỉnh Khánh Hòa, cà phê Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk, sâm Ngọc Linh của Kon Tum, mật ong Gia Lai và tôm khô của tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam của chúng ta không chỉ nổi bật với những thắng cảnh thiên nhiên như hang Sơn Đòn hay những loại đặc sản mà tôi vừa kể ở trên, mà còn chính ở sự sáng tạo từ bàn tay khối óc của con người đối với những gì mà thiên nhiên ban tặng. Đi dọc đất nước những ngày này thì chúng ta rất dễ dàng bắt gặp được những đầm sen ngát hương. Cuộc sống ngày càng náo nhiệt, càng đủ đầy thì người ta lại càng thiết tha những phút giây được hòa mình với thiên nhiên tươi đẹp và đặc biệt đó là những đầm sen rực rỡ. Nếu như hoa sen là một hình tượng đặc trưng trong văn học nghệ thuật dân tộc, thì chiếc lá sen cũng có đời sống riêng của nó. Lá sen không những đi vào thơ ca mà còn đi vào cả nghệ thuật ẩm thực, đông y và tạo hình. Sau đây là câu chuyện về một thanh niên ở cố đô Huế đã tìm tòi một ứng dụng cho lá sen với việc cho ra đời một sản phẩm lưu niệm mới của Huế, đó chính là nón lá sen. Ý tưởng về nón lá sen bắt nguồn từ những bức tranh lá sen. Khâu đi hái lá sen thì mình phát hiện ra được những cái ngọn lá sen nó có những cái hình thành chiếc nón, nên bắt đầu từ đó mình về triển khai để xử lý lá sen như thế nào để cho hoàn chỉnh rồi cho ra một sản phẩm nón lá sen như ngày hôm nay. Phải mất nhiều thời gian thử nghiệm, Nguyễn Thanh Thảo, cựu sinh viên khoa đồ họa tạo hình trường Đại học Nghệ thuật Huế mới thành công với việc tạo độ bền cho lá sen để lá sen hiện diện trên lớp lớp ngoài cùng của chiếc nón Huế. Từ chiếc lá sen bình thường, Thảo xử lý lá qua các công đoạn, ủ bằng nước Javel, phơi khô, rồi ủi để cho ra một chiếc lá sen đáp ứng khâu chạm nón. Bàn tay khéo léo của những người thợ làng nón truyền thống Đốc Sơ Huế càng góp thêm sự tinh tế của chiếc nón lá sen. So với nón truyền thống về nón này là nó đòi hỏi là cái kỹ thuật mình cao hơn. Cái lá này là nó rất là khó. Cho nên mình phải làm là kỹ lưỡng hơn và nó chậm hơn cái nón kia. Với một lớp sơn bóng bảo vệ, sau khi phơi dưới nắng lần cuối, chiếc nón lá sen đã hoàn thành. Những đường vân đa dạng, độc đáo của lá sen chạy khắp thân nón đem lại sự thú vị cho người dùng. Chiếc lá sen phủ lên nón mang theo trọn vẹn hồn dân tộc, trở thành sản phẩm thủ công tinh tế dành tặng du khách khi đến Huế. Mình muốn làm một chiếc nón lá sen là để cho Huế có một thêm một sản phẩm mới lạ và để cho có thể quảng bá được với du khách trong nước và nước ngoài. Ý tưởng là đưa cái ngọn lá sen vào ở trong chiếc nón, mình thấy đây là một cái rất mới, tạo công việc làm cho những bà con nông dân nhàn rỗi để mà làm những cái để tăng thu nhập. Trong cuộc giao lưu văn hóa Việt Hàn tại Bảo tàng Nghệ thuật Theo XQ vừa qua tại Huế, những chiếc nón lá sen của Nguyễn Thanh Thảo là những món lưu niệm mang bản sắc Huế dành tặng các nghệ sĩ xứ Kim Chi. Từ một ý tưởng bay bổng dẫn đến một sản phẩm thủ công mới, Nguyễn Thanh Thảo dự định tiếp tục đưa lá sen vào những chiếc đèn ngủ, lò hoa mang bản sắc sáng tạo riêng của người nghệ sĩ xứ Huế. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người Việt Bốn Phương hôm nay tại đây. Quý khán giả có thể theo dõi lại nội dung chương trình ở địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc kênh YouTube của Ban Truyền hình Đối ngoại VTV Fargo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.